Anh ơi, cho em hỏi với em và chồng đã kết hôn được 5 năm. Cách đây 3 năm em có phát hiện chồng em cặp bồ nhưng chỉ qua đường với rất nhiều cô gái. Em đã nói chuyện và bỏ qua vì con, sau 2 năm em đã có sinh em sinh thêm một bé trai. Nhưng sau khi sinh được 1 tháng chồng em còn bỏ cả nhà đi gần 2 tháng. Em định ly hôn nhưng do mọi người khuyên mọi người hai bên khuyên vì các con. Nhưng vừa rồi chồng em lại tiếp tục bỏ đi đến gần 4 tháng rồi. Khi em viết đơn chồng em có ký ngay và rồi một thời gian sau khi chồng em đi em có đề nghị cặp lại vấn đề này nhưng không thấy chồng em có ý kiến gì nữa và bây giờ em vẫn sống ở nhà ngoại và chồng em thì bỏ nhà bố mẹ chồng em đi thuê ở riêng. Từ ngày sinh bé thứ hai hai vợ chồng đã ly thân và không còn hờ tờ giờ hơn rồi đã dán qua đây có bị kịp không còn hờ tờ giờ hơn 1,5 năm nay rồi ạ. Em thì vẫn còn yêu chồng mà muốn có một gia đình trọn vẹn cho các con. Vậy anh tư vấn giúp em nên tham gia lớp học nào được ạ? Và hiện tại em nên hành xử nào như thế nào cho đúng, em cảm ơn anh. Khi mà em hỏi cái hướng đi học có nghĩa là em đang đi đúng hướng, cách nghĩ em đang đúng. Anh nói đó không phải, cũng có phải là tại giờ bán lớp học thì có người đi học anh kêu đúng hướng. Không phải. Nó em có thể học chỗ khác nha, em có thể đọc sách, em có thể học ở những cái lớp học khác, tất cả những cái đó. Anh không có thiên vị đâu, tức là anh mặc dù là người anh tạo lớp học nhưng anh không thiên vị anh. Mà anh nghĩ là em cũng nên học những cái lớp khác của những bạn chuyên gia khác. Là vì sao? Em sẽ có cái góc nhìn rộng hơn. Nhưng mà cái hướng mà em hỏi là tư vấn cho em thì em thấy nè. Em đã từng bỏ qua. Bỏ qua có nghĩa là sao biết không? Không làm gì hết. Đúng không? Tức là nếu mà mình nói cái hôn nhân của mình nó có chuyện, nó bị hư, ok, rồi chồng ngoại tình thì đối với cái hôn nhân đó em đã từng không làm gì hết. Có nghĩa là em bỏ qua cho anh ta, em bỏ qua cho anh ta, em bỏ qua cho anh ta. Bỏ qua tức là không làm gì hết đúng không, và không làm gì hết thì nó có nghĩa là nó vẫn sẽ như vậy. Em thấy ở đời nó là vậy, nếu em một cái gì đó nó đang đi trên cái lộ trình của nó mà em không làm gì hết thì nó sẽ tiếp tục đi trên cái lộ trình của nó, và cái lộ trình cái hôn nhân của em còn hộ ra không tốt. Và thứ hai nè, em đã từng ly dị, tức là ly hôn, tức là em đòi và chồng ký tên rồi sau đó ly thân. Và em thấy không, em ly thân tới nay 1,5 năm có kết quả gì không? Em thấy là cũng chẳng có kết quả gì hết. Như em thấy hiện tại em đâu được gì đâu, thì em thấy là bỏ không được gì hết trơn, giữ không được gì hết trơn, còn một sự lựa chọn nữa mà không ai nghĩ ra, kỳ nữa nha. Phụ nữ không nhìn ra được cái này là xây dựng lại. Và em thấy mình gọi là chỉnh sửa hôn nhân đó, anh gọi là chỉnh sửa hôn nhân đó, thì em thấy là trong hai cái ý này không có ý nào gọi là phát triển hai cái ý đầu. Bỏ bỏ nghe có vẻ như là không có cái gì mới hơn, không có gì tốt hơn cả đúng không. Giữ cũng có vẻ không có cái gì mới hay tốt cả, tất cả đều nghe cái như cũ, chỉ có một cái là sửa thì nghe nó mới có vẻ tốt hơn. Và em thấy nó là một cái triết lý rất là đơn giản rồi, ổn sửa thì sao nó tốt được. Thật ra cái hôn nhân của em, nếu em học cái lớp mà hôn nhân hạnh phúc và True Love ngày 1 tháng 8, 2 tháng 8, thứ bảy chủ nhật này là có nè, ok, cái lớp đó là gấp mới có nó chứ đúng ra là giữa tháng 8, tại vì anh bù lại cho các bạn mà phải chờ cái đợt trước lớp này hết, cho nên là anh làm sớm để cho các bạn đỡ chờ. Đợt sau nữa là giữa tháng 9 hoặc cuối tháng 9. Thì nếu như em đi theo cái lớp đó thì em sẽ hiểu được nhiều hơn. Tuy nhiên cái tình huống của em, nếu mà em nói là định cho em cái hướng á, thì thứ nhất là em phải đi theo cái chỉnh sửa hôn nhân. Thứ hai là em phải thay đổi phiên bản của mình. Okay. Thay đổi phiên bản của mình. Cái đó là cái cốt lõi. Cái đó là cái, nếu mà anh dùng cái thuyết, sau này anh có cái thuyết anh mới nghĩ ra cách đây vài ngày, anh gọi là thuyết củ hành á. Củ hành nó có nhiều lớp, nó bóc 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 ra. Anh gọi là thuyết củ hành. Và trong cái củ hành đó, cái cốt lõi cái cuối cùng mà không thể lột nữa được đó, tức là cái mà từ đó nó nhân ra đó, là cái bản thân mình đó. Ok, bởi cho nên ngày xưa các cụ mới nói là tu thân rồi mới tề gia mới trị quốc bình thiên hạ, và cái đó đúng cho cả nam và nữ. Nhưng mà nữ cái phần mà ta tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ phải hiểu được theo cái nghĩa khác, tức là ở cái góc người phụ nữ thì cái tề gia là gì, cái trị quốc là gì, cái bình thiên hạ là gì, nó không phải là như thế nào đi chinh chiến, tu thân trước. Ok, tức là mình phải tốt đẹp trước. Thì nếu cái định hướng cho em là em phải thay đổi hai thứ đó. Và trên thực tế em thấy không, em đã làm hai cái cách bỏ và giữ đều không có sự khác biệt, đều không dẫn em tới cái mục tiêu em muốn. Thì lớp mà em hỏi em nên học mà của anh á, là cái lớp tối thiểu á, là lớp thứ nhì á, lớp hôn nhân hạnh phúc và True Love, các bạn có cái số 2 đấy nha, lớp đó tối thiểu và nên học trên Zoom nha, tại trên đó nó cập nhật nhất rồi. Cái thứ hai nếu có khả năng thì tham gia tất cả các bootcamp, ok, bootcamp mà anh có đó. Còn lại nữa em vẫn nên học bên ngoài, đọc thêm sách và rất là nhiều thứ em nên học theo cái hướng là trở thành một cái người đầu tư cho bản thân và tu thân mình. Ok rồi, bạn nào quan tâm thì thấy anh thấy nhiều bạn bắt đầu để số điện thoại.
Thì anh có ghi ở trên cái phần ở trên của cái livestream á, cái phần cái chủ đề á. Bạn nào quan tâm thì nước ngoài nhớ để Zalo Viber và ghi là Zalo Viber luôn nhé. Còn Việt Nam thì để cái số gì cũng được hết. Ok, tiếp tục nè. Em 35 tuổi. Em xem chỉ tay và nốt ruồi. Thôi chết mẹ rồi, vụ này chắc tư vấn không được rồi. Nghe cái vụ chỉ tay với nốt ruồi không được rồi. Họ nói em số không chồng hoặc lấy chồng cũng như không. Kêu em cúng hóa giải. Rồi, em đạo Chúa nên không tin. Trời ơi, em đã đạo Chúa rồi, em đạo Thiên Chúa còn đi coi ba cái đó làm chi vậy? Em biết rồi, cái đó là đi ngược lại với những điều răn. Không phải 10 cái điều răn kia đâu, nhưng mà thờ phượng một mình Thiên Chúa, nhớ không? Đó. Nhưng em vừa chia tay bạn trai một cách đột ngột. Em gặp không hẹn hò với ai trong thời gian ngắn cũng kết thúc nhanh. Em đã học hết các lớp của anh và rèn luyện nhiều. Anh cho em lời khuyên chân thành. Em ơi, một khi mà em đã tin cái đó. Thứ hai á, là em không thực hiện và thay đổi phiên bản của mình như kiến thức. Thì em ơi, cái tên, cái nick của em đặt không á, cái nick của em coi lại cái tên của em Facebook, cái tên em còn không dám dùng, cái hình em cũng không dám dùng, mà em dùng một cái tên nó nói lên cái gì đó, nó thiếu thốn, nó đau đớn. Em ơi, một cái người mà thăng bằng vui vẻ nha, anh chỉ dùng một cái hình ảnh thôi, anh không coi nó đại diện hết, nhưng mà nó một cái dấu hiệu á, mình nên viết cái tên của mình ra, tại vì cái trang Facebook nó đại diện mình, nên viết cái tên mình ra, nên cho một cái hình nào đó nó tươi cười vui vẻ. Nội nhìn cái nick của em không là thấy nỗi đau đớn trong đó rồi. Cho nên là em nói em có, em học nhưng mà em học nhưng em không có kiến thức, tức là em học nhưng em không sở hữu, em không thực hành đó, rồi em lại đi coi chỉ tay trong khi em nói là người công giáo. Anh thấy ở em nó thiếu thốn, em thiếu an toàn, em lo lắng, em bất an, rồi em đi coi cái này em tin cái kia, rồi em lại nói em người công giáo. Ở em nó có một cái gì đó rất là loạn, nó không an, nó không bình đó, mà nó không có một cái gì đó tập trung và giá trị. Anh cảm giác ở em nó lung tung, nó không có cái gì giá trị. Em nên bình an lại, tập trung lại. Thì như anh nói, một người phụ nữ có ba cái yếu tố rất là quan trọng mà cần phải xây dựng. Thứ nhất á, là sự bình an, và cái đó là ai cũng vậy chứ không phải phụ nữ không, nhưng mà nói đây là tại vì nó là quan trọng á. Thứ hai là cái nữ tính, thì cái này là cái quan trọng với phụ nữ, riêng phụ nữ. Đàn ông á là bên kia phải nam tính, thành đạt, trách nhiệm này nọ. Và cái thứ ba là cái giá trị. Ở trong em nhìn vô thấy không bình an. Nữ tính thì nghe nói học mà theo cái kiểu em tả có vẻ như em cũng không có được cái nữ tính. Ok, còn giá trị thì theo em tả anh cảm giác chắc cũng chưa, tức là em, anh không phải nói để mà em cảm giác là em tệ, anh chỉ muốn nói cho em thấy để em còn có nhiều cái chỗ để xây dựng mình, thì lúc đó em mới được hạnh phúc. Ok, tiếp tục ha. Anh ơi, em gái em bị đa nhân cách, làm sao cho em gái em bớt buồn và thấy ổn hơn? Em ơi, một khi đã bị đa nhân cách thì bắt buộc phải đi bác sĩ tâm lý chuyên khoa. Ok, không, đừng ngồi đó mà đoán, mà hy vọng là người khác chỉ cho mình cách. Phải đi bác sĩ chuyên khoa luôn á. Cái đa nhân cách đó, cái multi personality đó, là phải đi bác sĩ chuyên khoa và phải suốt đời tập luyện, để cho dần 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 dần. Cái đa nhân cách đó là một cái thứ nó còn bí ẩn, nó nói cho em biết, tức là em đi tới cái người chuyên gia số 1 á, nó vẫn còn là bí ẩn. Đừng ngồi đó mà hy vọng là khuyên mà được cái gì. Đi bác sĩ đi, anh khuyến khích em, anh không trả lời được cái đó. Đó là một cái thứ không đơn giản, không đùa được, phải không? Anh nghĩ em nên coi cái đó nghiêm trọng hơn ấy, bằng cách đi bác sĩ, tìm bác sĩ đi. Ok. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.